nhỏ quá. Nhỏ. Phải phải có cái lưới gà bắt mao. Lưới gà như lưới gà. Lộn lưới rồi. Ừ tại nó vậy đó anh kéo mình anh hả? Buông xuống cháu tư đi con. Hai nồi kéo được đâu. Từ giờ kéo cái cá bạn ơi. Chè kéo mình lên luôn à. Kéo xịt cáo ha. Ô cái lưới để xa chút nữa mà được. Cái này sao nó có thâu còn có chiếc kéo không? Xả cái cọng dây này ra nào mà tư. Quấn vô chút quá chứ. Xả cái cọng dây nó ra kìa, cọng dây cuột miếng lưới rồi kìa. Thấy chua quá tươi. Được, cả cá nhiều mà đâu có ít đâu mà sợ. Cọng dây này quấn lại bởi vì cái lưới nó tùng lên nè. Cái thẳng cái đó kìa kìa. Thẳng vào một con này nè. Một con này, ừ. Được không? Được. Được, được. Ôi, đụng mắt ra nhà cho nó. Cá ngoài bờ nghiệp à, cá nuôi bờ nghiệp à. Cá nuôi mà. Cá nuôi hả? Cái nhằn nhí nó làm nó thâu nó xíu lại nè. Nó bắt hả từ? Trời ơi, nó đi bắt cá. Nó bắt cá cho con ba ba nó ăn á. Nuôi ta giảng là dài. Nó nuôi ba ba hả từ? Nuôi ba ba chấm gà, 300 gram hả? Đó. Giảng là gì đó mà nó thâu còn có chút xíu à. Trời ơi, kéo không kéo đi lên đi chị. Cái lớn bự. Rồi rồi tôi dính. Dính mà. Dính. Bao dính luôn. Cái hầm mà kéo không dính. Ừ, mình kéo chằng ai lắm nó con ngon. Anh Minh hả? À? Minh. Vô không? Đủ. Như không? Cái nó tùng thẳng thẳng ra. Có cái đại hàng nó vô, nó vô. Ra nó vô rồi đó. Vô mà nó còn hàng ở dưới nước á. Vô. Ừ. Nó đụng rồi đó. Nó vô trong đó rồi đó. Còn mấy con nhiều không? Nó vô đó rồi. Đó, vô lại được rồi. Đúc kéo lên. Bỏ ra vô lên. Nó kéo lên. Kéo lên nó đi được bây giờ. Lên luôn thằng ơi. Thành rồi vậy. Thành thành rồi. Thành hả? Không biết phải nghe tiếng máy. Mày kìa, lại vô. Nó tưởng là bá mà không mặn. Mặn 3 kg vậy. Thì nó mặn khó lắm, bả mặn không nổi. Không mày tưởng khó mặn à. Mặn hai con nhỏ à không mà. Thì nó không có con món ăn hoài xưa. Trời ơi. Chặt cái kỳ chơi luôn, chặt nhớ 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 cục 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 nha con. Dạ. Rồi cái bỏ vô bên cái xuống cái xong. Lao vô cho ăn bằng cá luôn bạn ơi. Quay lại. Ở đây đang nghiêng tay cá. Đây có con cá gì học hoài vậy. Vừa đưa nó vào phát ra con mổ thì còn là con mặt nó trắng. Rồi con để đi, để ba bắt mổ cho để đi. Đó đó. Để đi. Đó đó được rồi. Đặt cái đó rồi được rồi. Rửa đây, rửa sơ cái đi không? Rửa lên nước này hả? Từ nè chị mần thỏ các bạn ơi. Thằng đi theo học hỏi trời. Xách thỏ vô thằng ơi. Tao còn sống. Còn không? À. Nước sao bự bự vậy hả? Không soi không được. Ừ. Mình thỏ mình uống. Alo. Nãy giờ lô tắt queo em nội. Ủa sao ruộng mà bỏ ngoài trời tao tư? Ờ, cái thao kìa, một thao ngồi trên đó đó. Khô à? Thấy cái thao đó không? Không gì? Thao khô đó. Mắm hồ kìa. Dữ lắm sao không luôn. Rồi. Cái gì? Thôi đừng cho bà bà, còn ấy bà không ăn đâu. Trời trời, khô, khô dữ bà Tư. Cái lắm. Trời. Ăn Tết, khỏe à, Tết này vô bà Tư rồi khỏe. Ủa xé sẵn luôn hả? Ừ. Xé sẵn gì trời? Năm rượu hủ qua luôn trời. Ủa sao phải nhét hủ qua vô được hay ta? Cắt trái chai ra. Hàng lại.
cái gì cho nhét trái hoa được hay trời, lấy ra mở tổng lấy coi lấy rồi. Nó no rồi. Cắt cái hũ qua, cắt cái chai ra, nhét cái hũ qua vô. Phải, cái trái còn nhỏ, ngâm nó nở rồi vậy. Ngâm nó lớn rồi quầy. Nó ngậm nước hũ qua lớn á. Cái trái hũ qua bỏ vô hồi nhỏ. Rồi treo cái chai vô. Rồi từ từ trái hũ qua nó lớn, bị lớn rồi cắt trái hũ qua đổ ngụ vô chứ có gì đâu. Chứ phải bỏ rượu qua nã hả tư? Có nó con ngoài dài nữa. Mà trái hũ qua nãy đâu rồi có? Ngoài nhìn trầu cậu đầm hả? Ủa, tiếng nó cho đó. Trời im ha. Thích chuột hả? Dạ thích chuột. Thử thử lòng sóc chưa? Thử lòng coi nó chạy chưa? Rồi không chạy bỏ xuống nó không chạy rồi bỏ xuống giật nó ra. Cho mấy con khóc rồi nha. Rồi con khóc rồi. Chưa chạy không nữa này ha. Không quen. Ơi, cái thằng nó vô chặt cái gì con cá cho rồi. Cái gì là cái đuôi hả? Nãy con nói rồi. Rồi. Gà này gà ấy rồi quý, gà này nó gà hết rồi. Nó xì. Cháy không? Cháy chút xíu nó chạy chưa chưa đâu. Khò xa xa đi, hồi quay lại khò chỗ đó không nữa. Cho nó săn da lại cái khò lại. Nó con bữa hổm con không có khò, con nó đốt hả? Đốt than nó không ấy tôi. Cháy. Ngày nữa chứ có nữa. Này thằng tức quá vô làm lại thỏ mà ơi. Kiếm sao không ấy nè, để nó tự gà này con gà chi mà trao cái gì đây? Gà mặn luôn. Hả? Cho bác nuôi hết chưa? Nuôi hả? Nên anh đưa bác nuôi. Nuôi không? Sống hả? Gà ăn đi giờ nó không ăn luôn mà. Ô, cháy nè, cháy nè. Cháy! Chúng nay tăng nữa lắm. Thôi tăng quá nó thiết, chỉ thiết. Vừa qua qua cho xăng da cái mình hả đưa lên đợi mình đốt. Ừ, qua xăng da hết vậy không? Hôm qua chở xăng da cháy khô mấy cái miếng ấy cái là qua qua lại được đó. Lỗ tay được. Lỗ tay chắc bỏ quá. Mẹ thôi thì được, lấy được, cái nào lấy được bỏ. Gì cũng bỏ vậy trời. Thôi 11 có mua mua. Có già hả? Có già. Đó. Mình không biết mặn chứ mấy người kia nó mặn cái chuyên nghiệp nó mặn áo. Chỗ khác đi mặn, bên đây không hả? Nó ở kè tao bị mất kè. Rồi sao như cái này mà kè rồi xong xuống rửa lại trà rửa lại lụm hả? Rửa lên hả? Hay lấy lá xả. Trà lại cái. Xả cho nó thơm. Coi con vô bẻ hạnh coi con. Có anh hạnh vô bẻ rồi. Để lột cho cha ơi. Chặt cái đầu á, cái đầu mới bén. Cái dao phía ngoài mới bén.
ba trái rồi đó. Ủa mua gì đâu vừa nhà ba trái với mua trái nữa là bốn trái đó nữa năm mà không được trái nào chứ. Được chưa mà làm đâu vậy? Xong rồi đó. Thôi được rồi đó, đem vô chặt đi. Nếu mà đồ quán mà không mà chỉ gỡ nhà hàng nó mần mà biết không? Tao cái đó nó thiệt gỡ nhà hàng nó mần mình đâu có biết đâu. Chắc bên gì đó thì sao biết. Ủa cái bà bán bánh chuối con chó nó liếm vô cái thùng nước cốt á, bà bán với số bà thấy nó liếm tập chó đi, bà đi bán dài bà báo với số đi trước, bà nói bữa nay bà mấy bà đừng ăn chó uống vô thùng nước cốt cùng bà bán số vàng á, bữa nay là bà ế nguyên luôn. Còn cái này cái măng nữa chị. Cái đó hại bạn không? Chơi cũng ngọt không? Thôi nó mẹ bán thế nhưng mà đừng bán đi. Còn gì mà còn sót lỗ nữa không? Cái đầu hả tư? Sót chút ta. Nãy giờ nằm hát nó chắc mẹ nha mà không dám uống nước nữa. Sợ không biết không nổi. Không nên nổi. Nám nịnh hát anh lên mà uống lên. Chị gót lên bằng này. Cái này phải lấy cái cái con cỏ ngủ đi con cọp. Cỏ cũng cỏ. Cái này về cũng thật rồi đó. Ăn cỏ cũng bị cọp rồi. Ăn đậu bị cọp. Mất kèo rồi. Vô chú đi. Ủa ăn khu giùm mình ở đây. Hay vậy. Vô. Thấy không? Vô. Ừ chắc khét chở nha quên. Bỏ miếng bia vô. Vô Thanh ơi. Đây là còn trắng rồi vậy. Ừ hơi trắng ha. Cho miếng nước màu vô. Thơm quá chứ. Ngọt. Ngọt quá cho nhanh mặt. Chín chứ không? Chín thôi, nó không dai nữa. Mất nó là khè. Nó nước tư quá khè. Cỏ nó nhát cửa. Đó vậy thôi gặp à. Vô cả cái coi. Bỏ không gặp rồi đó. Khắc nước mình đang khắc nước mình quất cái. Vô. Kinh tế coi. Lý Lan. Chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới. Gán nó vô. Lỡ thứ còn đây không vô. Ăn mạnh mạnh vô trời. Ừ. Nó quay rồi. Mình có thấy súng súng nữa. Có thấy súng súng nữa. Vô. Làm cái xin. Happy New Year đi. Ông tối không có gì cho dội gì ông nội. Không có mà mình ngồi dưới này thấy thoải mái hơn trên đó nha. Gió mát, gió lọc hết. Ừ. Đây nó xa hơn, cha má này. Nó lạnh, nó lạnh. Cái này ngon nè. Đây chấm rồi đó. Chấm sống rồi không giống vậy ạ? Chấm sống luôn á. Ngon.